Ngọc Lan Thanh xin kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, nhiều phước lộc, an khang, vạn sự cát tường, sở cầu như ý. Chí Tâm xin kính chào Thái Ngộ đến quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Lan Thanh. Chào Chí Tâm. Chí Tâm và Ngọc Lan Thanh cũng xin kính chúc quý cô, quý chú, bác, anh, chị em sức khỏe dồi dào, quý thương gia làm ăn phát đạt, thương vụ đều được thăng tiến, thắng lợi vẻ vang. Chí Tâm ơi, Tết đã qua gần 2 tuần rồi. Ha. Bây giờ mình sẽ nói về đề tài gì đây? Thì hôm nay mình vẫn nói tiếp về cái chuyện dài ngày Tết nữa đi. Chuyện dài ngày Tết? Kỳ 2. Chuyện dài ngày Tết kỳ 2. Kỳ rồi, kỳ 1 này, kỳ 2. Tập 1, tập 2 á hả? Đúng rồi. Lần trước thì mình đã nói về ngựa. Ha. Thì nói về cây cảnh mùa xuân. Bây giờ thì mình nói cũng có nói sơ về cái cây cảnh mùa xuân trong phong thủy. Hôm nay thì lại có một bài sưu tập nói về hoa mai. Cũng hay lắm. Chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả. Khi mà nói đến bông mai thì người ta thường mường tượng ra ngay là bông mai đó. Có 5 cánh như là những bông mai cài trên áo của sĩ quan cấp quý đến cấp từ tá. Từ cấp quý đến cấp đúng tá. Rồi, hay là tướng cũng đeo bông mai. Tùy theo màu vàng hay màu trắng. Dạ đúng không? Rồi. Người ta thường biết đến hoa mai qua loại hoa mai 5 cánh đặc trưng xưa nay mà người ta còn gọi là mai rừng. Mai tự nhiên hay thiên nhiên chỉ có 5 cánh, hoa nhỏ, thân cao to, có khi có chiều cao lên đến gần 10 thước nữa đó. Hương thơm của hoa mai thoang thoảng mùi gỗ, rất là dễ chịu và mát, không có nồng nàn đậm đà như những loài hoa khác. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ và tìm hiểu xem có bao nhiêu giống hoa mai ở trong họ nhà mai. Trên thế giới thì có tất cả là 24 loại hoa mai ở trong họ nhà mai. Tức là chi họ của Oxnaceae, thứ nhất là mai năm cánh. Mai năm cánh là loại mai vàng này mọc nhiều tại miền Trung, từ Đà Nẵng, Quảng Nam cho đến Khánh Hòa. Ở trên dãy Trường Sơn, trong những khu rừng già, loại mai năm cánh tự nhiên, hoa nhỏ, thân vừa, hoa nở không có nhiều, không rậm như những loài hoa mai khác. Nếu lạc vào rừng mai vào mùa xuân thì chúng ta sẽ thấy sắc hoa vàng rực rỡ cả một khu rừng, cả một triền núi, sắc hoa rơi có khi vàng cả một dòng suối nữa. Hương thơm của loại mai vàng này đã ngập tràn lan tỏa cả một vùng rộng lớn và ở một số ngọn núi thuộc vùng Thất Sơn, Bảy Núi đó thì cũng có loại mai này nhưng mà rải rác không có nhiều như là ở miền Trung. Rồi đến mai núi. Cũng là một loại mai rừng, nhưng số lượng cánh xòe nhiều hơn, từ 12 cánh cho đến 18 cánh. Mai núi này mọc ở trên những núi đá khô cằn. Mai núi sống nhờ vào hơi sương, nước mưa và nước ngầm từ lòng đất, cộng với khí hậu ẩm thấp của miền núi. Loại mai núi này thường xuất hiện nhiều tại các vùng thuộc Tây Nguyên và nước láng giềng Campuchia. Thì thứ ba đó là mai chủy. Cũng là một loại mai rừng nhưng mà thân cây rất to, hoa mai nhiều và lá rộng, lá xanh bóng và có hình răng cưa. Loại hoa mai này mọc thành chùm rất đẹp cho nên gọi là mai chủy. Chủy có nghĩa là chùm, là một quần thể. Thứ tư là mai động, mai sẻ là một loại mai chuyên mọc ở những vùng cát trắng gần biển. Loại mai này đã có thân suông thẳng và tròn, bông thưa thớt. Nếu trổ bông 5 cánh thì gọi là mai sẻ, còn nhiều hơn 5 cánh thì gọi là mai động. Mai động, mai sẻ thường mọc rải rác ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các vùng duyên hải miền Trung. Và có khi thấy chúng mọc ở đồi cát trắng thuộc miền Nam như là ở Tây Ninh, ở Đồng Nai, ở Biên Hòa cũng có. Thứ năm là mai chùm gởi, mai tỳ bà, mai vương là loại mai sống nhờ ở trên thân cây khác. Nhất là các cây cổ thụ to lớn, chúng sống bám vào thân cây, một phần hút chất dinh dưỡng từ đất, một phần hút chất dinh dưỡng từ thân cây mà chúng bám vào. Không giống như các loại chùm gửi khác, mai chùm gửi lại có bộ rễ riêng bám vào lòng đất trước và leo lên thân cây cổ thụ khác. Mai chùm gửi thân gồ ghề, cứng và xù xì cùng với những khối u kỳ dị. Chồi và tược cũng như hoa đã đâm ra từ những cái khối u đó. Hoa mai chùm gửi trổ là khá dày và khích thành từng chùm dày đặc, có nơi còn gọi là mai tỳ bà hay là mai vương. Thứ sáu là mai hương. Mai hương kim tước Quỳnh Giao. Dạ ông bà. Mai hương, mai thơm hay là gọi là còn gọi là mai ngự là loại mai vàng có mùi hương rất thơm. Ở Bến Tre cũng có loại mai này nên người miền Nam gọi theo thổ âm của miền đó là mai thơm. Thay vì nói mai hương thì ở trong miền Nam gọi là thơm. Mai thơm.
Ở Huế thì cũng có loại mai hương này, nhưng mà thường mọc ở gần núi Ngự, cho nên được gọi là mai Ngự. Thứ bảy là mai châu, là một loại hoa trổ bông rất to, to một cách lạ thường. Cánh to và rộng, màu vàng rực. Mỗi cánh hoa có đường kính khoảng 5 tấc, là nửa thước tay. Bự lắm, to lắm. Đúng chữ là mai châu. Mai trâu. Mai bông châu bự tại như vì trâu. Bông bự nhưng trâu. Trâu. Nhưng gọi tên là hoa cho đẹp cho nên gọi là mai châu. Mai châu. Cho nó đẹp. Mai châu chứ không lẽ nó mai trâu. Thứ 8 là mai liễu. Là một loại mai có cành mềm như cành liễu, hoa trổ lưa thưa, lá mai nhọn và nhỏ, thon dài như lá liễu nên mới được gọi là mai liễu. Thứ 9 là mai nhọn. Nói tới tên là người ta đã hình dung ra được cái loại mai này. Nó có lá dài và nhọn, cánh hoa nó cũng nhọn như là lá cho nên mới gọi là một cách đơn giản mai nhọn. Dễ quá. Và còn thứ 10 là mai cà ná. Loại mai này được mọc ở vùng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Thân nhỏ, eo uột, cành rất giòn, dễ gãy, lá hình bầu dục, trơn láng, có răng cưa quanh rìa lá, nên dân địa phương gọi là mai rừng Cà Ná. Thứ 11 là mai Vĩnh Hảo, vào địa phận tỉnh Bình Thuận, huyện Tuy Phong, xã Vĩnh Hảo, thì nơi có nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo, có một loại mai vàng, mọc lên ở đây gần giống như là cái mai rừng Cà Ná. Mai Vĩnh Hảo có thân cây cứng, lá nhỏ, hoa to và phẳng, đặc biệt là lâu tàn, chắc là nhờ uống nước suối Vĩnh Hảo. Còn thứ 12 là mai Tứ Quý, loại mai đặc trưng của vùng miền Nam. Mai thì lúc nào cũng trổ hoa vàng, nhưng sau khi cánh hoa rụng đi thì đài hoa còn lại 5 cánh màu đỏ với nhụy hoa và 3 hạt màu đen như là hạt đậu. 5 cánh hoa màu đỏ cũng tròn trịa như hình đóa hoa mai. Do tính chất nở 2 lần trên cùng một đóa cho nên người ta còn gọi là hoa mai tứ quý hay là nhị độ mai. Đặc điểm nữa là mai này trổ bông lác đác quanh năm mới được gọi là mai tứ quý, là 4 mùa xuân hạ thu đông. Mai tứ quý thân sần sùi và đen sẫm, có cây phát triển rất là to và cao, nhưng đa số là những cây lâu năm, nhìn cằn cỗi, cổ kính và chắc chắn. Thứ 13 là mai dảo, là loại hoa mai được ghép từ nhiều cánh, nhiều cành, từ loại nhiều loại mai khác nhau trên cùng một thân cây mai. Mai dảo là lấy gốc từ mai vàng làm chủ và tháp các loại mai khác vào cái cây đó. Cho nên cây hoa mai dảo mọc lên qua nhiều hình dáng khác nhau, nhiều màu sắc trên cùng một cây mai. Mai này thì là loại mai nhân tạo để cung ứng cho thị trường mai bán Tết. Chữ dảo còn có nghĩa bóng là dảo quyệt hay là dảo biện, vân vân. Còn nhiều loại hoa mai nữa, hoa mai vàng hoang dại mọc đầy ở thung lũng hoa vàng San Jose, California, Hoa Kỳ vào mùa xuân nữa nè. Thấy hoa vàng rực mà không có thấy mà lá. Không thấy lá. Đúng rồi. Đúng không? Mình chạy lái xe đi từ đây trên đường lên San Jose. Dạ, rất là vào đẹp. Mùa này thì hoặc là tháng tới vẫn có nhiều cành hoa mai vàng đó. Dạ. Nhắc đến hoa mai, hoa đào thì là chúng ta lại nhớ đến cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Những ca khúc đã trở thành bất hủ như là Xuân này con không về, con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng trên nương chẳng hạn. Thì hoặc là Mùa xuân của mẹ, mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi, rồi Xuân này con về mẹ ở đâu, đều có đề cập đến hoa mai và hoa đào. Nhưng cũng có một bài hát có câu là đồn anh đóng bên rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Thanh rất là thích cái bài này, nhất là cái câu đó, dễ thương quá. Dễ thương quá. Nghe rất là hay, thấm thiết cái tâm tình của cái người lính thời đó. Vâng, thì đó là bài Đồn Vắng Chiều Xuân của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Nhật Trường. Vâng, bây giờ mình hát bài đó để tặng cho quý vị khán thính giả nha. Đầu xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về, những hôm vừa sông phiên gắn chiều vẹn rừng kín hoa mai vàng, chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ. Mùa hoa năm đó ta chung đôi, mùa hoa này lửa xa nhau rồi.
bằng dòng sông loáng chẳng đầy lòng muôn vơ tay chẳng hề viết tên em đồn anh đóng bên rừng mà hay nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa cánh thư xuân nhớ thương gồm đầy cho chiến sĩ vui miền xa. Anh người chiến sĩ phóng sương đóng quân nơi rừng mãi xa thầm. Anh ra đi vào mùa xuân năm ấy, đến xuân năm nay anh vẫn chưa về. Cứ mỗi độ vào xuân qua mai nở từ bề, anh chợt như sắc áo hoa vàng rực rỡ, mà một chiều nào em đã đến thăm. Dù hạ hay thu mà tay trong tay triều mến, sắc áo hoa vàng em xuân hiện sắc qua mai, anh vẫn mong chờ từng cánh thư xuân cho chiến sĩ miền xa vui dịp đón.